Cái này là cúc lá rí nha cả nhà, đúng không? Đúng Chính rồi, xác đúng luôn rồi, cúc lá gí mà sữa dán liễu nha cả nhà. nha. Dạ. Một em xuất sắc luôn. Hàng này là không có nha cô chú. Đọc chú gì nó mập như con voi luôn á. À, Cô chú nhìn nha. Là gốc vườn nha cả nhà, nhưng Dạ. mà rất là đặc biệt, cái gốc này nó ú nu huy mũi luôn. Ai trời ơi nè. Đặc biệt là cái này nó bự ở trên nó nhỏ nha cô chú anh chị nè. Nhìn cưng xỉu luôn ha. Một cái con thú ngồi nha cô chú anh chị ơi. Nói chung là lâu lâu mới có được cái phôi vườn nó thấy cưng vậy ha cô chú. Đã quá chừng luôn. Em nhờ chị Trâm đo thông số nha. Cây này quá trời đẹp luôn ơi, nói chung là hiếm lắm mới có những cái cây như vậy nha. Dạ. Hoành 31 luôn cái. Mã số cuối clip ngày hôm nay là một siêu phẩm luôn cả nhà. Lý do gì sao em nói siêu phẩm, cô chú mình đón xem nha. Rồi ha chị Trâm. Rồi. Quá trời xuất sắc luôn cả nhà ơi, cây có cái đuôi luôn. Hình thú rõ rệt nha cô chú anh chị. Chị Trâm báo giống giùm em luôn nha. Cây này là siêu bông bình lợi nha cả nhà. Cây Đó. này rất là già mùa, nó xù luôn, nói chung là cây này lên xù luôn cả nhà ơi. Dạ. Nói chung mà mình Gốc kiếm nhiều. mà được một Dạ, em chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ, hôm nay là ngày 10 tây tháng 7 cô chú. Em tiếp tục đồng hành cùng vườn mai của chị Trâm á, để lên một số cái mã số mai cho cô chú anh chị mình sưu tầm chơi Tết nha. Đặc biệt thì mặt hàng bên chị Trâm là mai thành phẩm không nha cô chú anh chị. Dạ, mong cô chú mình xin clip và ủng hộ cho bên vườn nha. Dạ, em chào chị Trâm nha. Chị chào em, chào kênh Phúc An Mai Vàng nha. Thì hôm nay trở lại với kênh thì mình cũng có một số mã số mai, mong cả nhà xem và ủng hộ cho vườn nha. Dạ rồi ha. À, mã số 1 đây. Nam đi vô mã số 1 của chú anh chị mình. Mã số 1 là 150 á nha. Dạ rồi, cúc 150 cánh của chú anh chị. Dạ ha. Này ghép được bao lâu chị ta? Cái này quá là lâu luôn, giờ chị không có nhớ xiết nữa. Nói chung là nó già dữ lắm, già rồi. Chắc cỡ 4 mùa hơn á cô chú mình. Nó liền cành liền cốt hết à. Cây có củ đế đẹp luôn ha. Cái này phôi vườn á cô chú anh chị. Rồi, mình đo thông số em nha. Cây này già dữ lắm nha cả nhà, hồi 14. Củ đế của nó. Củ đế là 27 nha cả nhà. Dạ rồi. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 700k bao ship nha cả nhà, đi dạ. luôn chậu. 700k cô chú ơi, đi luôn chậu đẹp quá chừng ha. Mình đo giùm cái chiều cao với cái tàn luôn chị đó. Quên á. 47. Dạ rồi. 55. Dạ rồi. Cúc 150 cánh cô chú ơi, hàng gốc bứng già mùa luôn ha. Ủa cái này chơi Tết là bao đẹp cô chú. Mình chưa biết mặt bông thì mình alo chị Trâm nha, gửi cho cô chú mình coi ha. Nói chung là nó rất là đẹp nha cô chú. Rồi em xuống mã luôn ha. Số tiếp theo nha cả nhà. Mã số 2 nha cả nhà. Rồi mã số 2 luôn ạ. Một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Đang có mặt hoa luôn. Dạ đang có mặt hoa luôn á cô chú mình. Hàng già luôn ha. Cái cốt nè, chuẩn bị có hoa cô chú anh chị mình test được á. Cái này vườn có rong lá nha cô chú anh chị. Rồi. Ở đâu thông số nha chị đâu. À để chị đâu thông số. Bữa nay để đây nó hơi chật hay nào. Dạ. Hoành cây là 17 nha cả nhà. Dạ rồi. Cái tổng bộ đế này thôi mình không có đo được nha. Thì đế nó giống như gắn vậy. Dạ. Rồi. Rồi để mình đo chiều cao cho cả nhà nắm nè. Chiều cao 57. Tán ngang 69. Dạ. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 1,7 triệu bao ship nha cả nhà. Dạ, 1,7 triệu nha cô chú anh chị ơi, siêu bông bình lợi giáp đời đầu. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, xuất sắc luôn. Cái cốt mà hết biết cái cốt nha cô chú anh chị. Này lên nụ luôn hết cô chú, nó già quá trời già rồi. Cái cốt này cô chú xuất sắc chưa. Rồi 1,7 triệu cho em này bao ship như nhà mình đây. Số tiếp theo là mã số 3 nha cả nhà. Một cây dáng bay nha cả nhà, siêu bông mình lại ha. Nó bay sao mà bay tới bay luôn cô chú, bay là tới Phú Quốc luôn cả nhà. Cây này đẹp nè. Đó, cái dáng rất là có duyên nha cả nhà. Rồi cái này là chơi như dạng lũa luôn ha. Chơi hệ lũa luôn nè. Cái này nhiều cô chú anh chị mình thích cái dáng lũa này lắm nha cô chú anh chị. Ha, cô chú mình có xem ưng ý cái mã này thì mình vô ủng hộ vườn nha. Em nhờ chị Trâm đo thông số nha. À, chị đo nha. Này quá trời già luôn cô chú ơi. Cây này đẹp lắm cả nhà ơi. Hoành là 13 nha cả nhà. Dạ. Chiều cao của cây là 36. Cái dáng bay thì quá trời bay luôn. Bay tới 89 là. Dạ, 89 luôn nha mình ơi. Này cô chú mình nhìn nè. Từ trên xuống dưới nó rất là đồng nhất nha. Nó từ trên xuống dưới vậy nha cô chú anh chị. Hoa là 21 là nó sẽ đơm đặc luôn ha. Rất là đẹp luôn, siêu bông mình lại hả cô chú anh chị, dán bay luôn ha. Rồi báo giá anh em luôn nha. Cái này mình giao lưu cái nhà là giá 900 bao ship nha cả nhà. Dạ, 900 ngàn bao ship luôn chậu nha cô rồi. Chú anh chị. Tại vì do cái cây này nó cái dáng nó bay với hai nữa là cái dạng bonsai nha cả nhà. Dạ. Đây cô chú nha, mình thích dạng bonsai mà dán bay mình đừng bỏ qua em này nha. Cây này khá là duyên luôn nha cô chú. Mã số 4 nha cả nhà.
cũng đây là 150 cánh nha cả nhà. Dạ rồi, cây này cũng khá là già mùa luôn cô chú. Nói chung hàng này là hàng già mùa không cả nhà ơi. Dạ. Nhìn giống như hình thú nha cả nhà, nhìn có nét hình thú ha. Đây. 150 cánh mà loại già mùa, bông nó đẹp xuất sắc luôn đó cả nhà. Dạ. Để mình thơ hoành cho cả nhà nắm nè. Hoành là 12 nha cả nhà, tổng bộ đế nè. Tổng bộ đế là 34. Chiều cao là 46. Dạ. 8.046 luôn. Rồi, báo giá em luôn ha. Cái nền Zalo cả nhà là giá 700 bao ship nha cả nhà. Dạ rồi, 700.000 cho mã này bao ship của chúng mình ơi. À, cúc 150 cánh hàng già mùa cho Tết nha. Rồi, mã số tiếp theo nha cả nhà. Là một cây dở như ý nha cả nhà. Dạ rồi, một cây như ý dáng bài có đuôi luôn nha ngân. Nói chung là đây nè, cái đuôi này chỗ này nha cô chú anh chị. Cây này là hình như là mã số 5 không chị đâu. Mã số 5 em. Dạ rồi. Dở như ý nha cô chú anh chị nè. Cái cốt ghép nó ha. Cái này ghép chắc tầm khoảng chừng 4 5 tháng rồi cũng được. Lúc mà mới ra dở như ý thì mình ghép liền đó nha. Dạ nhưng rồi. Tới thời điểm này thì bấm đọt là Tết có hoa nha cả nhà. Dạ. Dáng bài luôn nha cả nhà. Nói chung sắc nha. Thấy nhiều cây nhưng mà chưa thấy như ý nhắn bay ha. Thì hôm nay có được một cây nè cô chú anh chị. Rồi mình đâu không xói em nha. Cây này khá là duyên luôn. Gốc vườn. Thì nhiều thiệt nhưng mà dáng bay về thì hiếm lắm nha cả nhà. Dạ. Thứ hai nữa là gốc dược. Hoành 24 cả nhà. Dạ rồi. Tổng bộ đế là 52. Dạ. Chiều cao của cây là 38. Cái dáng bay này bay nhiều lắm nha cả nhà, 300 luôn. Dạ, mét luôn cả nhà. 1 mét luôn, bay tới luôn. Như ý cả nhà ơi. Rồi, báo giá em luôn nha. Cái này mình Zalo giá 1.9 bao ship nha cả nhà. Dạ, 1.9 cho cây dở như ý dáng bay nha cô chú anh chị ơi, hàng đẹp nha. Hàng này cô chú mình chơi Tết thoải mái luôn nha. Mã số tiếp theo nha, là mã số 6. Mã số 6 là một cây dở như ý nha cả nhà. Cái điều đặc biệt hơn cô chú anh chị, nó mập như con voi luôn á. Cô chú anh chị nhìn. À nè, gốc vườn nha cả nhà. Nhưng mà rất là đặc biệt, cái gốc này nó ú nu hồi mũi luôn. Đây trời ơi nè, đặc biệt là cái này nó bự ở trên, nó nhỏ nha cô chú anh chị. Nè, nhìn cưng xỉu luôn ha. Một cái con thú ngồi nha cô chú anh chị ơi. Nói chung là lâu lâu mới có được cái phôi vườn, nó thấy cưng vậy ha cô chú. Đã quá chừng luôn, em nhờ chị Trâm ra thông số nha. Cây này quá trời đẹp luôn ơi. Nói chung là hiếm lắm mới có những cái cây như vậy nha. Dạ. Hoành 31 luôn cả nhà ơi. Nó lực kinh khủng luôn cô chú. Hún nu hún thương cưng ghê luôn. Hoành 60. Dạ hoành 60 cả nhà ơi. Ôi, cô chú mình coi nè. Cái tàn nó lùn nha, cái form nó rất là thấy cưng nha cô chú anh chị. Cái này thay chậu một cái là xuất sắc luôn. Có chân cho mình luôn nha. Nè chân ha. Quay qua bên đây nha, mặt bên đây còn thấy cưng hơn nữa. Nè đó cô chú anh chị mình nhìn nè. Từ u nó mập cô chú ơi, đã lắm nha. Dảo như ý luôn ha cô chú anh chị. Cái gốc này quá xuất sắc. Gốc vườn nha cả nhà. Dạ. Chiều cao của cây là 50. Cái tàn ha, ấm ghê luôn. Là 76. Dạ. Quá trời lùng lực mà đẹp quá trời cả nhà ơi. Cái này Tết á nó đặc tàn á cô chú anh chị, nhìn vô cái gốc nó ha. Cái gốc nó mập mà cái tàn nó đặc lùng lùng cưng lắm nha cô chú ơi. Ai mà thích cái dạng phơm lùng lực thì mình chọn em này nha, là xuất sắc luôn. Mình báo giá cho em luôn nha chị Trâm. Cái này mình Zalo cả nhà là giá 3.9 bao ship nha cả nhà. Dạ 3.900.000 cho cây dở như ý nha cô chú anh chị ơi. Quá thú trời ngồi luôn. Quá trời luôn ha. Cây xuất sắc ghép luôn cả nhà ơi. Cái này thay cái chậu mỹ nghệ nữa cái hết bài nha ngân. Cái lá nó già nè, nó già nó tốt khủng khiếp luôn nha cô chú. Cái này là bao hoa cô chú mình luôn, bao giống luôn ha. Cô chú mình cứ yên tâm nha. Rồi ạ, em xuống cây ha. Rồi. Mã số tiếp theo á cô chú. Là mã số 7. Số 7 rồi ngân ơi. Số 7 luôn. 7 luôn. Đố ngân biết cây này là cây gì nè. Cái này là cúc lá rí nha cả nhà. Đúng không? Đúng chính rồi, đúng rồi. Rồi. Cúc lá rí mà sữa dán liễu nha cả nhà. Dạ. Một em xuất sắc luôn. Hàng này là không có nha cô chú. Độc chiêu luôn ha, sữa dán liễu nè cô chú anh chị. Bảo đảm cả nhà có 102 nha, không có cây thứ hai để đối chọi đâu. Đó, cô chú anh chị nhìn ha, xuất sắc luôn nha cả nhà mình ơi. Nói chung cúc lá rí có nhưng mà sữa dán liễu chắc không có. Dán liễu là dán hay á, nó cái dán gọi là cái dán đặc trưng bên vườn của chị Trâm á cô chú anh chị. Đây ha. Cái này là hoa nó đặc trưng là hoa nó úp ngược lên trên ha. Cái cưng lắm nha cô chú anh chị ơi. Có đuôi này luôn ngân ơi, cây này bộ đế đẹp lắm, bộ đế có duyên lắm. Dạ đúng rồi. Đế nha cô chú anh chị. Cái này là em thấy ghép cũng khá là nhiều bo ha. Cây đều tàn luôn nha cô chú anh chị. Lễ 10 bo ngân ơi. 10 bo à? 10 bo. Ừ. Nó đồng do luôn cô chú anh chị, từ trên dưới luôn ha. Nhìn rất là đẹp nha. Rồi em nhờ chị Trâm ra thông số nè. Cây dễ thương quá cả nhà ơi. Hoành là 18 nha cả nhà. Dạ. Tổng bộ đế nè. Tổng bộ đế là 40. Chiều cao của cây là 68. Tắt ngang 40. Dạ rồi. Cúc lá rí nha cả nhà ơi. Sữa dán liễu ha.
Nói chung là lá nó nhỏ nhưng mà bông nó to nha cô chú, bông nó là lá thọ hương nha, to lắm nha cô chú anh chị mình. Mình không nghĩ là cái cây lá nó nhỏ như thế này mà bông nó to ha, nhưng mà là nó rất là to luôn. Bông rất là đẹp nha cả nhà. Dạ đúng rồi, bông màu vàng đậm á cô chú. Rồi báo giá em luôn nha. Cái này mình giao lưu cả nhà là giá 2 triệu bao ship nha cả nhà. Đi dạ. Luôn chậu luôn. Trời ơi 2 triệu bao ship luôn chậu, xuất sắc cô chú ơi. Giá cũng rất là hợp lý cho mình sưu tầm nha cô chú. Nói chung hàng độc, hàng lạ, hàng hiếm nha cả nhà. Dạ rồi, clip này là có cây này rất là đặc biệt ha cô chú mình nhanh tay nha. Mã số 8 nha cả nhà. Một em siêu bông mình lợi nha cả nhà. Này con thác hay chị đâu? Con thác đổ nha. Dạ rồi. Cây này là củ nở cô chú ơi. Cốt cành ok ha. Chung là già hết, có nụ kim hết rồi, tạo nụ hết rồi cả nhà. Dạ. Mình lại nó rất là mỏng đó cô chú anh chị, nên thời điểm này nó tạo được một số nụ kim trước nha cô chú anh chị. Nhưng mà vẫn là bao cho cô chú anh chị mình chơi Tết nha. Quá trời cây luôn, dễ thương lắm nha cả nhà. Dạ. Thì sẵn trong cái clip này thì em cũng nói cho cô chú anh chị mình luôn ha. Thì cây chuẩn giống, bao hoa thì tất nhiên giá thành của nó sẽ cao hơn những cái cây mà chưa thành phẩm, chưa sữa nha cô chú anh chị ha. Hoặc là cô chú anh chị mình mua cây ở đâu, mình nhớ cái vườn đó mình liên hệ ha. Nói chung là kênh của em quay thì cô chú anh chị là vườn nào bán đúng giống em sẽ quay lên giới thiệu cho cô chú anh chị mình. Chứ không bao giờ mà cây mà không đúng giống em dám quay lên giới thiệu nha cô chú anh chị. Và cái thứ hai nữa nè. Do làm sao mà mình bị lùa gà, mình ham rẻ nha cô chú anh chị, thật sự là vậy luôn. Tất cả những gì mà xả rẻ hay là cái gì quá rẻ quá mức quy định luôn cô chú mình mua về ha, rồi học đúng giống nhà vườn không có bao, rồi cô chú không biết bắt đền ai đó nha cô chú anh chị. Thật sự mình là vậy. Bao giống nha cả nhà, bao chuẩn giống không có địa chỉ hẳn thôi luôn. Dạ rồi ha cô chú anh chị, thì đây là ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, một trong những cái làng nghề chuyên sản xuất về cây giống hoa kiển nổi tiếng của cả nước mình nha cô chú anh chị. Cô chú mình chưa biết thì mình có thể search Google nha, mình tra thêm thông tin đó cô chú anh chị. Rồi em vào cái tiếp theo nha cô chú. Chủ đề chính. Dạ. Hoành của cây là 14 nha cả nhà. Cái củ đế là 26. Chiều cao của cây là 42. Cái dáng độ của nó cây là 83. Rồi. Báo giá em cái này giao lưu cả nhà là giá 800 bao ship nha cả nhà. Dạ, 800 ngàn cho cây siêu bông bình lợi này nha cô chú anh chị ơi. Đó, cây dáng phơm phát rất là đẹp ha. Tặng chậu cho mình luôn nha cô chú. Đúng rồi, mình đi luôn chậu nha. Thì sẵn nay mình cũng thông báo với cả nhà là mình đi luôn chậu chứ không mình không có khi nào mình ship, ít có ship mà bỏ chậu lại lắm. Dạ rồi, cô chú anh chị sẽ vô chậu đẹp cho mình sẵn luôn rồi cô chú mình về chăm chơi Tết thôi nha. Rồi, mình qua máy nha cả nhà. Dạ rồi. Mã số cuối clip ngày hôm nay là một siêu phẩm luôn cả nhà. Lý do gì sao em nói siêu phẩm cô chú mình đón xem nha. Rồi ha chị Trâm. Rồi. Quá trời xuất sắc luôn cả nhà ơi, cây có cái đuôi luôn. Hình thú rõ rệt nha cô chú anh chị. Chị Trâm báo giống giùm em luôn nha. Cây này là siêu bông bình lợi nha cả nhà. Cây đó. Này rất là già mùa, nó xù luôn, nói chung là cây này lên xù luôn cả nhà ơi. Dạ. Nói chung mà gốc kiếm mà được một cái phôi vườn ha. Tầm cái cây này cô chú anh chị già lên xù như vậy cũng hơi hiếm nha. Và đặc biệt phôi vườn ở cái là cô chú nó tự nhiên hết 100%, không có chỉnh sửa, không có can thiệp gì hết nha cô chú anh chị, mà nó ra được cái hình thù như thế này thì cái điều giá trị ở đó nha cô chú anh chị. Nè cô chú mình coi nè, nó quá già luôn cả nhà, lên xù luôn. Đặc biệt cây này là có cái đuôi nha cả nhà. Dạ. Nó hiếm lắm, nói chung là cây mà có cái đuôi như vậy mà ra hình thú như vậy là quá trời xuất sắc cả nhà ơi. Ừ, đặc biệt là phôi vườn nữa nha cô chú mình, tưởng tượng nha, Tết á nó sẽ ra nguyên một cái thảm hoa trên đây nè, nguyên một cái đuôi chỗ này cô chú anh chị ha, kết hoa vàng đặc kẹo đây luôn, nhìn rất là xuất sắc luôn ha. Cái này là giống siêu bông bình lợi luôn nha cả nhà. Hoa thì nó rất là to, nhiều lớp cho mình và nó rất là lâu tàn luôn ha. Cô chú mình cầm lên mà vũ nó cũng không có rớt cánh nè cô chú anh chị. Wow, wow. Dạ. Quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Nè cô chú mình thấy cái đường lát không? Nè, như chỗ này giống như cái bụng ha, cái eo bụng ha, cái lưng nè. Cái lưng nó rất là khéo nha cô chú anh chị, giống như cái cổ này ha. Nè cái lưng nè, đó. Nhìn xuất sắc lắm nha cả nhà. Rồi em nhờ chị Trâm đo thông số để báo với cô chú anh chị mình ha. À, mình đo thông số cả nhà nắm nha. Dạ. Quá trời cây luôn cả nhà ơi. Nếu mà anh chị nào có coi được thì đừng bỏ qua cây này nha. Dạ. Hoành 30 cả nhà ơi. Hoành 30 nha cô chú. Tổng bộ đế là 52 cả nhà. Dạ. Chiều cao của cây là 59. Tán ngay lần màu tâm nha cả nhà. Dạ mình đo cái tổng chưa? Cái tổng là cái bộ đế. Bộ đế. Dạ đúng rồi. Quá trời cái bộ đế luôn đang không? 63. 63 là đo chưa có đo cái bên đây nha cô chú anh chị nè. Chỉ đo cái phần đặt thôi ha. Rồi mình đo cái phần đó luôn chị Tâm ha. Mình nằm dưới luôn á nha. Dạ đúng rồi. 80 cả nhà ơi. 80 nha. Và một điều đặc biệt là cái đuôi nó nè. Mình đo cái quần cái đuôi nó cho cả nhà nắm nè. Rồi. 10 cm nha cả nhà. Là có cộng dây thôi mình trừ hao 8 nha cô chú anh chị.
Cái điều đặc biệt ở phôi vườn nữa cô chú anh chị là cây nó phát triển rất là khỏe mạnh nha, nó không có bị chết nhánh chết cành đâu cô chú anh chị. Một khi nó đã phát triển như thế này rồi ha, là nó sẽ rất là tốt luôn cô chú, nuôi về sau ha. Nói chung á là phôi vườn nó có giá trị lắm cô chú anh chị. Cái xu hướng hiện tại bây giờ cô chú anh chị mình thích sưu tầm những cái phôi vườn ha, về để mình chơi lâu dài nha cô chú anh chị. Phôi Long An thì nó không có giá trị bằng đâu cô chú anh chị. Giống như mình so sánh như một cái phôi vườn và một cái phôi Long An thì phôi vườn nó có giá trị gấp đôi phôi Long An nha cô chú anh chị ha. Cây này thì tầm khoảng chừng vài chục năm nó mới được cây như thế này ha. Còn cây công nghiệp là chắc tầm khoảng chừng 5 năm ha. 5 năm là nó có cây bự hơn nhiều nhiều rồi ha. Cây này già lắm, già rồi. Dạ đúng rồi. Nó lên xù da luôn. Rồi mình báo giá cho cô chú luôn. Cái này mình giao lưu cả nhà là giá 4 triệu 9 bao ship nha cả nhà. Dạ rồi, 4 triệu 900 ngàn bao ship nha cả nhà mình ơi. 4 triệu 900 ngàn là có một cây rất là đẹp. Một em này đem về trưng xuất sắc luôn cả nhà ơi. Dạ, thú luôn, siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị ơi. Hàng cực hiếm luôn nha. Cô chú mình nhanh tay ha. Em quay cái hướng này cô chú mình thấy là cái hình thú nó rất là rõ nét nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cô chú mình nhanh tay mình sưu tầm em này về chơi Tết nha. Tết nay là em nó là tỏa sáng rực rỡ luôn nha cô chú anh chị. Rồi chị Trâm ơi, mã này chắc cuối clip đây là mã cuối clip của vườn mình hôm nay nha cả nhà. Thì tới đây thì mình xin chào cả nhà, là chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ nha, mong cả nhà xem và ủng hộ cho vườn. Dạ rồi, em cảm ơn chị Trâm ha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình luôn ha, mong cô chú mình sẽ chọn được những cái mã ưng ý về sưu tầm chơi Tết nha cô chú. Dạ em chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.